gì mà khó vậy Kim Thảo? Em chào cô. Cô lại giật mình à. Cô ơi, có một email của chị khán giả này em thấy khó lắm. Thôi lát nữa em chia sẻ với cô nha. Mình chào khán giả đã. Đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô Hà ơi, đây là email của chị Hoa gửi về cho chương trình của mình với nội dung như vậy nè cô. Đầu bếp ơi, nhà tôi có trồng một vài bụi tần dày lá. Loại lá này có công dụng rất là tốt trong việc điều trị ho, tiêu đàm cho người trong nhà. Thời điểm này là thời điểm giao mùa, nhiều người hay bị ho và viêm họng lắm. Đầu bếp xem tần dày lá này có thể làm nguyên liệu cho món ăn nào được không? Nếu được, nhờ đầu bếp tư vấn giúp một món ăn nào đó phù hợp. Cảm ơn đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất là nhiều. Nhân dịp chị Hoa nhắc đến tần dày lá thì cô mới nhớ nha. Tần dày lá thì có người còn gọi tên là lá húng chanh, có công dụng rất tốt trong việc điều trị một số bệnh, đặc biệt là có công dụng trị ho và tiêu đàm. Món ăn ngày hôm nay sẽ là một món canh có vị chua ngọt và có sử dụng tần dày lá. Hấp dẫn quá cô ơi. Tên món ăn sẽ là món ăn ngày hôm nay của chúng ta có tên gọi là canh sông thủy. Để làm món canh sông thủy, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 100g tôm sú, 100g cá thác lát nạo, 100g thơm, 100g cà bi, tần dày lá, húng quế, hành lá, ớt hiểm, tỏi phi và dầu phi tỏi, đầu hành băm, sa tế, 1 lít 2 nước dùng, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Đầu tiên thì phần cá thác lát này mình sẽ cho vào trong cái tô. Và mình cũng sẽ quết sơ cá trước khi mà mình nêm nếm gia vị vào. Sau khi mình quết sơ xong á, thì chúng ta sẽ nêm gia vị gồm có 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/4 muỗng bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê tỏi đã phi rồi, 1 muỗng cà phê dầu đã phi tỏi đó. Cuối cùng sẽ nêm tiếp vào đây nửa muỗng cà phê nước mắm. Dùng muỗng ha, mình trộn đều gia vị lên. Cô nhờ Kim Thảo ha. Dạ. Rồi, em quết cho dây giùm cô. Cô sẽ ướp tiếp phần tôm này. Dạ. Cô cũng sẽ nêm vào 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng canh đầu hành mà đã băm nhuyễn như thế này. Dạ. Sau đó cũng trộn đều lên. Tiếp theo thì cô sẽ cắt cái phần thơm này ra ha. Thơm thì chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn. Rồi, cô sẽ ướp vào thơm 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê đường. Mình sẽ ướp thơm với lại một ít muối với một ít đường để thơm sẽ có vị ngọt dịu và rất là dễ chịu khi ăn. À, dạ, em nhớ rồi. Quý vị khán giả ơi, quý vị cũng nhớ nha, là chúng ta sẽ ướp thơm với một ít đường và muối để thơm có vị chua ngọt dễ chịu, khi mà chúng ta ăn sẽ rất là ngon. Phần cá thác lát này sau khi chúng ta quết dai á thì chúng ta sẽ đem vo viên nhỏ nhỏ cỡ như là trứng cút thôi. Dạ, em giúp cô luôn nha. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt nhỏ phần hành lá. Phần lá quế này mình cũng cắt nhỏ nha. Dạ. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cũng cắt phần dày lá. Phần ớt hiểm này thì mình sẽ đập dập. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi. Rồi, cô cảm ơn Kim Thảo nha. Bây giờ cô sẽ làm gì hả cô? Bây giờ thì chúng ta sẽ nấu canh. Đây là phần nước dùng mà cô đã chuẩn bị. Bây giờ mình sẽ nấu cho phần nước dùng này sôi lên. Kim Thảo và quý vị khán giả cũng lưu ý là đối với nước dùng thì chúng ta có thể là dùng cái phần đầu tôm và vỏ tôm mà chúng ta đã lột á, rồi đem rang cho thật là ráo nước, sau đó là cho thêm nước vô nấu lấy nước dùng, như vậy thì nước dùng cũng sẽ rất thơm và ngon. Bây giờ nước sôi rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần cá và phần tôm này vào trong canh nha. Dạ. Cô sẽ cho luôn cái phần tôm này vô trong canh luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nêm gia vị vào canh: 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, thêm vào đây 2 muỗng cà phê sa tế, 1/2 muỗng canh đường, cùng với 3 muỗng canh giấm gạo Ajinomoto. Dạ. Mình sẽ cho tiếp vào đây là phần thơm ha. Dạ. Thơm mà chúng ta đã ướp đường với lại muối rồi đó. Cho tiếp phần cà chua. Nếu mà chúng ta sử dụng cà chua bi thì chúng ta để nguyên trái. Cô sẽ nêm 1 muỗng canh nước mắm vô trong canh này luôn. Kim Thảo sẽ tắt lửa giùm cô ha. Dạ. Và cô sẽ cho tiếp cái phần rau nêm này vô cuối cùng. Cô có sử dụng một ít tần dày lá với một cái công dụng là làm cho món ăn thơm hơn nè. Và có công dụng là phòng trị bệnh ho và tiêu đàm nữa đó. Vậy thì đúng với yêu cầu của chị Hoa ở đầu chương trình rồi đúng không cô? Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng lưu ý lại điều này với chị Hoa nha. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng tần dày lá để nêm vào món canh này, giúp cho món canh có mùi thơm. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là một bài thuốc chữa trị bệnh ho và tiêu đàm rất là tốt. Cô sẽ cho luôn một ít tỏi phi vô đây.
Rồi bây giờ mình sẽ múc ra tô. Dạ. Bước cuối cùng, cô sẽ trang trí thêm vài tầng dày lá lên. Dạ. Rồi cô sẽ mời Kim Thảo một chén canh. Cô mời em thử nha. Dạ em cảm ơn cô Hà. Thơm ơi là thơm luôn. Đúng là phần thưởng thật là xứng đáng của Hà ơi. Nước canh có vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh của giấm gạo lên men Ajinomoto nè. Bên cạnh đó có vị cay cay nhẹ nhẹ nữa. Và mùi thơm của tầng dày lá, thơm ơi là thơm luôn cô. Đúng là điểm nhấn đặc biệt cho món canh này luôn á. Và đến đây thì chương trình cũng đã sắp khép lại rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã đồng hành với chương trình. Và Kim Thảo xin được nhắc lại những cách thức để quý vị có thể liên hệ với chương trình nhé. Đó là hộp thư số 620, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Và số điện thoại là 083-823-7557. Đó là Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Trang web chính thức của chương trình là một người bạn đồng hành thân thiết của mọi nhà. Đó là www.monngonmỗingay.com. Hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.